Nó có 2 cái building rồi, 8 cái building nữa mà đi chắc chết. Cái bức tranh đồng chí Phúc đi. Đi xe máy tới trường gì? Trường Nghị Phúc, trường gì? St. Mary hả? Mount St. Vincent. Vô trong tham quan được á, tụi em cũng học ở trường này. Trường bực vãi, to. Thấy bức tranh đồng chí Phúc đi. Đi đằng sau building đi được không? Hướng chứ phải đi đường, chứ phải đi cửa trước vào hả? Cửa trước hình như không ra được. Trường này hướng view biển. Lâu lắm rồi. Đấy hả? Này từ hồi 5.800. Trường năm ngàn, sinh năm 1800 hả? Nhưng mà trường này hình như là. Hôm bữa anh nghe bác bảo như trường này á là nó có hai cái, một cái hồi xưa nó là gom nam nữ vô chung hả? Hồi xưa nó là nam riêng, nữ riêng mà gạn là bên công giáo á, bên đạo á. Xong nó giờ nó gom chung cho thành như nam nữ học chung. Chứ hồi xưa nó tách biệt ra. Trường này hồi xưa bị cháy một lần. Trường này hả? Bị cháy rụng hết trường luôn. Ồ, trường này khuôn viên rộng ghê nhỉ. Trường này là trường trường gì quên mẹ Phúc? Mount St. Vincent hả? Ở thành phố Halifax, tỉnh Nova Scotia, phía Atlantic. Một ngày mưa lâm râm, đời sinh viên khổ quá, có chiếc xe máy đèo nhau đi. Ai cũng trợn mắt lên nhìn bảo hai thằng Việt Nam này đèo nhau bằng chiếc xe máy kiểu SH nhưng mà lại là sản xuất tại Đài Loan mới nhục. Thế mới điều. Trường này khuôn viên rộng ghê chứ hài. Trường này dài mà có hoa viên. Parking phía trước, parking ở cái này một building nè. Anh nhớ là còn mấy? 10 cái. 10 cái building á. Tầm đấy. Bao nhiêu cái campus? Giờ có một cái một đây thôi sao? Nhưng mà 10 cái building. Vãi thiệt. Mới vào phía sau. Kia cái. Nay đây làm gì Phúc? Nay đến đây để lấy cuộc phong bít hả? Hôm bữa đăng ký, hôm bữa lúc em xin cục permit để đi làm, em gửi địa chỉ về đây đúng không? Bao nhiêu lâu thì em nhận được cục permit nhỉ? 6 tháng nhỉ? Đâu, từ 10 tháng 1. 10 tháng 1 mà giờ gần 10 tháng 7 thì chả 6 tháng gì. Đúng không? Mùa xuân hoa vẫn còn nhiều. Đây là một, đây lên thêm mấy cái building phía trên này nữa nè. Nhiều lắm. Xe á. Bây giờ đi lấy xe đi đi á. Chứ em học ở đâu? Em học phía nào? Building này luôn. À, cái building to luôn hả? Cái là một building bên kia nữa. Cái building này phải là building chính rồi. Bên trường này đâu có đào tạo khối kỹ thuật đúng không? Nó chỉ đào tạo có khoa học phải chuẩn, có ngành em có cái ngành chỗ nè, một cái một building này. Ngành em là hospital đi đúng không? Chưa ra trường mà việc làm full time mầm mầm to mà đi làm bo tiếp các kiểu. Hả Phúc? Có được vào đâu. Mày đi mày hỏi anh, cái mày trường của anh đâu mày hỏi anh mày. Cái gì mà Child Study Central kia ông nội. Nãy em không chạy ra được. Chỗ này hả? Chỗ này được mà. Được. Thôi đi bộ cho quay clip cho vui. Trường này đúng view, view biển luôn nha. View vịnh. Trường này người Việt nhiều không biết? Chắc có mình em hả? Nhiều. À nhiều hả? Nó có hỏi kìa. Chắc đây quá. Vô trong thử. Oh.
Đây tên trường đây, Mount St. Vincent University. Giờ này có nhiều người, có mấy du học sinh người Việt cũng nhiều. Khu đó là một trong những thằng học ở đây. Phúc SA 101. Cái gì SA 101? 105, 104. Chắc ở bên kia 103 nè. Hôm nay thứ, hôm nay mới thứ 3 mà nghỉ gì? Sắp rồi đấy. Giờ này cũng đâu phải giờ lunch time đâu. Nè, nó ghi nè. Đây nè, International Education Center. À bên này hả? Để sẵn đợi. Khoan khoan khoan. Student work permit. Work permit, nhanh vãi luôn mà. Vô cái được luôn. Đây. Ngồi đây. Ngồi dưới sẵn cái mèn à, đưa, đưa thẻ sinh viên. Ồ, oh, đây. Chắc đang tính gọi cho mày không? Để nó lâu quá, nó đang tính không, gọi sao? Không phải gọi đâu. Hả? Nó bảo em là pick up trong còn ngày nào cũng hả? Được, khi nào đến được. À, từ đây lên bộ lên kia sao? Đi lên thôi. Đi lên tham quan cho biết. À, cây hoa chụp hình đẹp quá ha. Má hoa nhìn. Cái hoa nhìn đẹp nhở? Nhà bác mà trồng cái hoa này đẹp, bác không chịu trồng ấy. Cái hoa gì ta? Hả? Chịu quá mà nhìn đẹp kia. Đi bộ cho nó mệt mệt xíu đi, ăn buffet ăn cho được nhiều chứ. Đại Phúc. Ồ trên đi. Thì hôm nãy nói đó, nãy là trường công giáo đó. Hồi xưa nó là một xưa nó là nam riêng nữ riêng. Sau này ở nó có Vincent, Vincent nhưng mà Vincent cho nam riêng, Vincent cho nữ riêng. Điều này đi. Xong sau này nó gom hết chung thành một. Vincent là Vincent là Vincente à? Hình như Vincent là tên thánh Vincente. Mèo là núi thánh. Chắc vậy. Thánh Vincente á, nó sang Vincent. Nếu vậy mà dịch word by word thì đúng nghĩa thôi vậy. Yeah, cái này là trung tâm hành chính hả? Đóng tiền đồ đây hả? Má trưởng mười cái building. Mà sau mà cái trưởng bự nhỉ. Mà cái building sau này của Hồng Phúc, cái chỗ này cái góc này nhìn đẹp nhỉ? Như kiểu phép. Chụp hình cái nhỉ. Đóng tiền đóng phí mô, còn đằng sau một cái building đằng sau này thì em nghĩ đa số là chiếm sẻ. À đúng rồi. Chắc vậy, chắc mấy cái building kìa. Ký túc xá chứ trường. Túc xá với lại này nọ. Đây là trường khu biển. Lâu lâu em chào đây em đọc tiền xong cứ ra đây ngồi nghỉ đi. Đấy hả? Đúng rồi. Lâu lâu từ dưới kia đi sao khó ấy, còn nữa. Về à. Ký túc xá với lại nọ. Đi xuống này. Ui, có 2 cái building rồi, còn 8 cái building nữa mà đi chắc chết. 7 cái chứ hả? 1, 2, 3, tầng này đi được 3 cái building mà còn có 6 cái building nữa. Còn dài lắm này, chắc em nghĩ là đi hết 1/3. Fuck. Không sai. Giờ đi ra ngân hàng làm mà cập nhật 7 cái tài khoản với tạo cái thẻ credit card. Hả? Cái này hả? Hướng này hả? Đi, cũng đi xuống đưa bãi lễ xe mà đúng không? Đi đường đó đi. À đi, đi đường đó đi. Rẽ phải coi đi xuống. Nhiều rừng lắm, tất cả mà nhiều nai lắm. Biết đâu đi gặp con nai sao? Anh đi làm gặp hoài mà. Anh đi làm gặp nai trong thành phố, mấy không đi làm với ai cũng bảo là mấy con nai này nó bắt dậy. Kiểu nó biết thừa là cái người thành phố, người dân thành phố người ta không thể nào giết nó được, không thể nào đánh, không thể nào đuổi nó, không thể giết nó được. Nên nó cứ chui ra nó chọc chọc tức nó cứ lủi lủi đầu ra chọc vậy. Làm cái ông nói lại nghe buồn cười. Trường Phúc viết tắt là MSVU hả? Thành lập năm 1873 hả? Trường cái view đẹp quá ha. Đi thẳng xuống dưới. Trường này này trên cao cái view nhìn thấy cái vịnh đẹp quá ha. Mấy ngày nắng á, kia là cái phà kìa. Mấy ngày nắng đẹp quá, trời đẹp. Đi làm vậy cũng sướng, đi học vậy cũng sướng, giảm stress. Ngồi ở phòng nhìn ra ngoài thì khỏi đóng luôn.
À đây em học bên mấy cái phòng bên này hả? Cái phòng này hả? Nhìn cái này kiểu như giống như như độc lập nhá. Nhá. Giống không? Giống. Sao. Không, mà trường này đẹp lắm Phúc. Trường này đẹp lắm. Có cây bằng, có cây lá phong nhập đỏ họn góc. Những cái building này nhìn hay đó nha. Nhìn cho tăng căng tim nha. Đấy, tim mình đi xuyên qua lại đó. À, đi vòng đây xong vòng qua đó hả? Đi vào, đi ra ngoài. Đó, xem ở dưới đó. À. Cái này là cái gì? Cái này là cái nhà này, nhà gì? Cái này là building giữa hai building chính. Nó là một cái lối đi chuyển qua. À, là ngay chỗ này là có cái đường xuyên ở dưới này hả? Cái đường âm phía dưới này hả? À, hay quá nhỉ. À. Chỗ này gần thư viện này nọ. Thư viện của em sẽ to lắm. Thư viện nhỏ hả? Mấy cái trường bên Mỹ này đó ấy. Là bên trường lớn có thư viện lắm. Nhà trường này thôi chứ như Daily House gì coi má thư viện to đùng. Trường này kiểu thư viện nó kiểu. Hoặc là trường cao đẳng cộng đồng NSCC chẳng hạn nè. Liên này hả? Chưa luôn. Ừ. Đâu ai đấy, hôm nay xong vắng hoe mày. À, đây là cái gì? À, thư viện đó hả? Thư viện ở trong nữa. À, cái phòng của thư viện. À. Thôi đi về. Thôi, lái con SH nhỏ kia tiếp tục đi ngân hàng.